các bạn. Chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Red House, địa số 6 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Ở clip này tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng dòng bếp từ dương hàng nội địa Nhật, điện 100V. Bếp gồm có hai bếp mặt màu đen, nhìn rất là sang trọng. Dòng bếp dương này thì nhìn rất là đẹp, nó mỏng, các bạn nhìn thấy mỏng. Để thì rất là đảm bảo về thẩm mỹ trong căn bếp chúng ta. Bề mặt là phím cảm ứng, chưa đúng một phím cơ đâu, còn tất cả các phím này là cảm ứng hết. Đấy, thì là bếp có hai bếp. Bếp này thì chỉ có chức năng là nấu thôi, còn ở bên bếp bên này có chức năng là chiên. Ngoài ra thì chúng ta có thể hẹn giờ tắt theo ý mình. Đấy, cái hẹn giờ thì tôi thấy rất là thú vị, nó rất là cần thiết trong cái trường hợp người chúng ta nấu ăn mà chúng ta bận cái việc khác. Đấy, bây giờ tôi hướng dẫn các bạn sử dụng. Vì nó là bếp từ nên là nó phải có nồi nó mới nhận. Dùng bếp từ thì rất là hay, cái là nó không phát sinh nhiệt, không làm cho căn bếp chúng ta nóng thêm và an toàn. Đấy, nó có một phím cơ ở dưới này để bật bếp thì chúng ta giữ phím này khoảng 2 giây. Đấy, rất an toàn, tránh việc trẻ nhỏ. Đấy, đây là nút nấu, đây là nút chiên. Đấy, để nấu thì chúng ta ở nút đây. Đấy, tăng giảm. Bếp thì nấu rất nhanh các bạn nhé. Đây, tôi cho nước đây, các bạn để ý một lúc nữa là nó sôi rồi. Đấy, và đây là nút tăng giảm hẹn giờ. Nếu có đây, các bạn để 2 phút thì sau 2 phút thì là bếp sẽ tự tắt. Hẹn giờ. Đấy, thôi tôi tắt hẹn giờ đi, tôi để là nấu bình thường thôi. Đấy, bên này cũng tương tự, chỉ khác là bên này thì có thêm một chế độ chiên, còn bên này thì chỉ có chế độ nấu thôi. Đấy, dùng rất là đơn giản. Nó khác với lại những cái bếp dương khác là bếp dương của Nhật thường thường nó sẽ có lò nướng, nó hơi dày. Đấy, nên là cái bếp dương này thì nó không có lò nướng, thiết kế rất là gọn. Các bạn có thể đặt ở bất kỳ đâu, có thể ăn lẩu gia đình chúng ta có thể dùng được. Đây, nước sắp sôi này, các bạn nhìn thấy có khói không? Đấy, hàng thì đang có sẵn tại kho hàng Nhật Shop Red House, số 6 ngõ 24 đường Nguyễn Việt. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp. Đấy, các bạn tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác trên website kho hàng nhật bãi.vn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của tôi Bùi Huy Kho Hàng Nhật để các bạn nhận thêm nhiều clip hướng dẫn chia sẻ.